Dạ, thì bây giờ quên nhầm, không phải cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần đâu nhỉ? HTTP này, provider này, Route Service Provider. Thì chúng cái phần middleware cho thằng admin này chúng ta chuyển nó thành mạng. Và ở đây chúng ta sẽ thêm một cái middleware nữa là auth. Auth như này. Cho thêm vào cho tôi. Lưu xuống. Xong nhỉ? Được chưa? Đây chúng ta thử nhá. Đây tôi vào trang dashboard này. Route not login not defined, tức là chúng ta đã thấy nó điều hướng, nó đang muốn điều hướng của chúng ta về cái trang là trang login rồi. Được chưa? Thì bây giờ ở trong cái phần giao diện, chúng ta muốn cái login của chúng ta tách biệt với phía client hay là muốn gộp chung? Tách biệt nhá. Thế vậy thì ở trong cái để xem nào. Cái route đâu, cái thư mục route đâu nhỉ? Resource route đây. Route web đây. Chúng ta sẽ có là tạo ra một cái route mới, route dạng get. Có đường dẫn là cp-login. Được chưa? Ở trong này chúng ta sẽ điều hướng về home controller. Và hàm là hàm cp-login. Đặt tên cho nó có name là login. Được chưa? Thì ở trong cái hàm cp login này rất đơn giản thôi, tôi chỉ đơn giản là show ra cái màn hình là màn hình login thôi. Chứ nó không có gì cao siêu chưa? Xong đến đây chưa? Được chưa? Rồi, mở home controller ra. Home controller chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm mới. Public function cp login. Chúng ta sẽ return ra cái view. Ở đây chúng ta sẽ có view là admin.login. Không có gì cả, cái này chỉ sinh ra view thôi. Được chưa? Xong nhá. Thì ở trong cái thư mục admin của view này chúng ta sinh ra một cái file là login.blade.php. File này thì chúng ta không cần kế thừa layout. Bởi vì cái thường thường cái phần trang login ấy thì nó cái CSS và JS của nó ít hơn nhiều so với cái layout, cho nên chúng ta không phải đưa nhiều quá vào đây làm gì cho nó nốt lốt nó nặng nặng ra cả, mà chúng ta sẽ sử dụng luôn một cái giao diện của thằng admin LTE đầu ta. Đây admin LTE đây, page đây. Chúng ta có cái example của layout form. Để tôi tìm cái file login của nó đã nhé. Example login này. Đây, nó có file login này. Page example login.html. Page này. Example này. Login. Đây login.html đây. Chúng ta lại mở ra bằng Salon Text. Copy toàn bộ và paste vào trong cái file login.blade. Được chưa? Thì ở đây chúng ta lại làm lại cái việc lúc nãy thôi. Xóa hết cái mớ hai chấm sược này đi. Xóa hết đi.
và chúng ta thay cái file gì nhỉ? Admin này, thay cái thẻ base vào. Thay cái thẻ base vào là xong. Là chúng ta có giao diện. Đây. Được chưa? Nó hơi bị lệch đây này. Biết lệch cái gì? Biết lệch cái gì ta? À còn thiếu file. Thiếu file blue CSS. Blue CSS nó nằm ở đâu? Plugin. À tức là chúng ta copy thiếu. Chúng ta copy thiếu cái thư mục rồi. Chúng ta vào admin LTE này. Sau nó có một cái phần là plugin nữa. Đây. Chúng ta copy luôn cái thư mục đấy và đưa vào trong cái thư mục project của mình. Desktop này. Copy này. Public này. Admin asset này. Paste vào đây. Đó, sẽ đủ. Dạ. Thư mục public này, đây này, public ở đây. À, plugin ở đây. Plugin ở trong admin LTE, chúng ta copy sang cái thư mục admin asset của thằng public, của thư mục public của project mình. Page example login.html. Xong chưa? Thì chạy cái file nó khi mà vào trong trang dashboard chẳng hạn, các bạn vào admin này. Admin thì lập tức nó sẽ đẩy admin. Sao lại không có này nhỉ? À CP admin. CP trừ admin thì nó sẽ đẩy, lập tức đẩy ra CP login. Được chưa? Và trong này chúng ta sẽ phải đăng nhập vào. Thì ở đây chắc chúng ta không đăng nhập bằng Facebook của Google. Đúng chưa? Forgot password để làm sao? Đấy, chưa chắc đã có thời gian làm cơ. Đây. Hai cái này thì chúng ta sẽ xóa đi. Được chưa? Mở được ra cái giao diện trang login chưa? Rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ bỏ cái từ cái đoạn này đi. Social Outlink Tech Center đi, bỏ đi. Đó, bỏ nó đi. Thế được, còn cái admin LTE này các bạn thích sửa, nó là tech thôi mà. Các bạn thích sửa thành cái gì thì sửa. Ví dụ như tôi có thể sửa đây thành Cowpit Dev đi. Cowpit Fresher. Đấy. Title thì chúng ta thích thì chúng ta sửa. Đấy, đây. Được chưa? Tiếp theo, ở trong cái form này nó có cái phần action, các bạn thấy không? Có phần action đúng không? Thì chúng ta ở đây chúng ta cũng generate ra. Cái action của nó sẽ là route name là login. Với method là post luôn. Được chưa? Route login, method post. Input type email, placeholder email và chưa có name thì chúng ta thêm cái name vào. Name là email luôn. Password chúng ta cũng thiếu cái name. Name password. Được chưa? Ở dưới này input type checkbox thì chúng ta sẽ để cho nó thêm một cái value bằng 1. Có cái name bằng remember. Cái đấy, cái remember này để lưu cookie, lưu login bằng cookie, chúng ta tính sau. Đây, chúng ta update cái đoạn này, input này, input nữa này, ba cái input, và sửa cái action.
action ở trong round để làm, ở trong form để làm gì? Đúng rồi, method để làm gì? Phương thức. Rồi. Ở đây chúng ta còn thiếu một cái nữa là chúng ta cần phải thêm cái A cộng CSRF vào nữa. Cái token. Cái CSRF á, nó sinh ra cái input input type hidden có name bằng gạch dưới token và value. Ngoài kia điện sáng trưng thì mất được mà mất. Nó bị nhảy automat. Chờ tí để hỏi xem. Mấy cây? Wi-Fi tí nữa nó mới lên được. Chưa thì lên. Hai bạn ngồi dưới cái kéo cái rèm bên đấy lên cái. Đen đấy nhỉ, cứ lần nào mình quay màn hình là y rằng có biến cố xảy ra. Hả? Mạng thì từ từ, mạng thì điện lên thì mạng sẽ lên. Cốt viết lên kìa. Lâu thế. Tôi rất ngại cái chuyện kiểu dạng này. Bởi vì vấn đề là cái nếu mà tôi đã quay ấy, thì bây giờ nếu mà rút cái dây này ra này, nếu không rút ra cắm lại thì cái máy chiếu chưa chắc nó nhận. Mà bây giờ rút ra cắm lại thì cái việc quay nó sẽ bị dừng lại, gián đoạn, xong đến lúc mà đẩy video, xuất video ra thì lại phải ghép vào với nhau. Mà ghép vào với nhau thì render ra mất bố mất 2 tiếng. Không cần ghép, đây cứ tốt cả hai cái. Cứ tốt cả 1 phần 2. Thôi ạ. 1 phần 2. Chưa. 1 cái trailer. Trailer mất điện. Mấy tiếng rồi. Nhắc đến chuyện đái, buồn cười. Ngày xưa bọn tôi đi quân sự ấy, đi học quân sự ở trên Xuân Hòa ấy. Phòng mình thì chúng nó hay tổ chức đánh bạc đêm. Mình thì đang nằm ngủ, tự nhiên ông Luyện à, các bạn biết thầy Luyện không? Lê Văn Luyện đây. Đây là ông ấy lao vào phòng, đang 12 hơn khoảng 2 giờ đêm, ông ấy lao vào phòng, ông ấy đập cửa, ông ấy lôi cả phòng ra ngoài. Thế mình cứ ngơ ngác đi xuống rồi. Hỏi sao đây thầy? Chúng mày, ông bảo là chúng mày ở trên phòng làm gì mà cái thằng đi tuần ở dưới nó bị đái vào đầu. Tức là mấy ông đánh bạc ấy, cái ông ấy kiểu là chen nhau đi đái.
Thế là công mới ra xử nó ban công, công ấy cẩu xuống mấy nhà. Anh ạ, bên này mất điện. Cầu dưới tầng 2 cầu xuống. Thế là cái thằng đi tuần đêm ấy, nó bị rớt vào đầu. Chưa có anh. Ở dưới này sáng nó biết ngay anh. Đây 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 là ổ điện này. Có điện nó sáng ngay. Rồi. Thế là bị cả phòng của tôi, ông ấy hỏi là thằng nào đái. Thế là không ai nhận. Xong rồi cuối cùng bắt đứng ở trên cái chỗ sân tập ấy đến sáng. Chả đứng, cả phòng tôi ngủ tôi biết thằng nào đâu. Thế là đứng đấy lạnh quá, thế là cay lên cả lũ đập cửa để căng tin nó dậy, lôi hai ô trà đá ra ngồi uống đến sáng. Buồn cười, đợt đấy hay lắm. Đi là học quân sự nhiều cái vui. Đánh bài cơ mà phát hiện thì vác, phải vác. Bằng đấy quân bài vác từ tầng 4 vác xuống đem chôn. 52 quân, 4 thằng mỗi thằng một đầu. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta có cái form, có đích đến là cái round login, nhưng mà cái method của nó là method POS, được chưa? Dẫn đến bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái round mới có request method là POS để nhận cái dữ liệu truyền từ form này lên, được chưa? Nhớ là phải có cái này nha. Nhớ phải có cái này nha. Không có cái này là không gửi được đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào web này, chúng ta duplicate thằng này lên, thay cái method của nó là method POS. Ở đây chúng ta không cần name nữa cũng được, để tránh cái việc bị trùng tên. Bỏ name đi. Và CP POS login. Hàm là hàm xử lý là hàm CP POS login. Nhận cái dữ liệu từ cái route là CP login request method dạng POS. Được chưa? Tiếp theo thì phải biết phải làm gì chưa? Home controller tạo hàm mới public function post login. Và ở đây chúng ta nhận một cái, đây các bạn nhìn thấy cái lớp này không? Illuminate HTTP request. Được chưa? Không, nó có sẵn rồi, chúng ta generate nó có sẵn rồi. Chúng ta nhận viết vào đây và viết vào đây là request. Thực ra cái biến này các bạn viết là tên gì cũng được. RQ được hay là request được, tùy. Bạn nào lười thì viết là RQ. Được chưa? Thì cái biến request này thuộc cái lớp, nó thuộc, nó là in gọi là cái gì nhỉ? Dependency injection. Thì nó viết này tương tự với cái việc là chúng ta viết cái biến request bằng new request ở đây. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ cái request này là nó sẽ giúp chúng ta lấy toàn bộ các thông tin ở trong cái request gửi lên của chúng ta, bao gồm cả tham số hay là tất cả các cái ví dụ địa chỉ IP các thứ kiểu lấy hết. Được chưa? Thì đây là một cái biến hay một cái lớp của thằng Laravel, nó tích hợp sẵn cho chúng ta, giúp chúng ta kiểm soát cái vấn đề là lấy dữ liệu hay tương tác với dữ liệu ở cái request gửi lên dễ hơn. Được chưa? Chúng ta check bằng cách là DD ra cái $request trỏ đến all. Được chưa? Nó là object mà, chúng ta trỏ đến all là lấy hết toàn bộ ra ngoài. Được chưa? Rồi test thử nhá. Đến đây xong chưa? CP login request DD request all. Chúng ta test thử này. Thiện th32@gmail.com. Pass là 123456. Được chưa? Tích vào đây chẳng hạn. Sai. Ủa. À, cái này nó tôi chưa reload. Reload trang đã. 123456. Remember vào. Đây, các bạn thấy gì? Nó trả về một cái mảng đúng không? Đúng không ạ? Trong cái mảng này chứa tất cả các cái dữ liệu gửi lên của các bạn. Đây là email này. Đây là password này. Cả token cũng có này, remember này, được chưa? Back lại, nếu mà không tích remember thì sao? Thì nó không có remember thôi. Được chưa? Nếu muốn lấy ra từng field một, field email hoặc field password chẳng hạn,
thì chúng ta không phải chấm, không phải chấm mút gì ở đây cả. Chúng ta trỏ đến email luôn. Như này luôn. Thấy chưa? Là ra luôn. Thấy chưa? Đó, nếu muốn lấy password thì trỏ đến password. Nó tương tác rất dễ dựa theo cái name của cái ít thẻ input. Được chưa? Đây, reload lại. 1256. Xong chưa? Đấy nó là cách chúng ta lấy dữ liệu ra từ cái form. Nhớ nhá. Cách chúng ta lấy dữ liệu ra từ cái form thì đơn giản như này thôi. Ném request vào. Sau đó trong cái request muốn lấy cái field nào từ cái input ra, à từ cái form ra thì chúng ta chọn đến cái tên, cái name của cái thẻ input đó. Được chưa? Tiếp theo thì làm sao để đăng nhập được? Thì ở trong tài liệu của thằng Laravel này nó có một phần là authenticate. Authenticate. Đâu nhỉ? Đây security. Authentication này. Lại mất mạng rồi. Thôi tôi vào 3G vậy. Không. Đừng vào mất cả 3G. À được. Đây rồi, authentication này. Thì ở trong thằng Laravel nó cung cấp cho chúng ta nguyên cả một cái class để hỗ trợ cho chúng ta cái việc là authentication, giúp chúng ta đăng nhập đấy. Được chưa? Thì ở đây nếu mà các bạn thích, các bạn hoàn toàn có thể generate ra toàn bộ phần authenticate, không phải code tí nào, chỉ chạy một câu lệnh này là xong. Được chưa? Nhưng mà thôi, làm này chúng ta không hiểu được bản chất. Do đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm authenticate bằng tay, dựa vào cái class là authenticate của thằng Laravel này. Thì chúng ta vào đây, chúng ta search cho tôi cái từ là attempt. À quên nhầm, xin lỗi. Đây, cái hàm attempt này nó sẽ giúp chúng ta check cái email, hay là các bạn muốn authenticate với cột nào cũng được nhá, chứ không nhất thiết phải là email, được chưa? Nếu các bạn muốn check bằng số điện thoại và password cũng được, hay là các bạn check username và password cũng được. Đấy là muốn check cái gì thì check. Được chưa? Nhưng mà bắt buộc phải có thằng password. Được chưa? Thì chúng ta làm như nào? Đây này, các bạn thấy này. Auth 2.2.attempt. Ở trong này là một cái mảng. Các bạn thấy không? Nó là một cái mảng. Thì mảng đây là tên cột này, tên cột để so sánh này. Đây là dữ liệu để so sánh này. Đây là mật khẩu tên cột này và đây là mật khẩu này. Được chưa? Còn cái active để tính sau. Được chưa? Đây là nếu mà chúng ta muốn authenticate bằng 3 cột. Ví dụ trong tài khoản của chúng ta có những tài khoản có active và có những tài khoản không được active. Được chưa? Bị ban chẳng hạn. Thì những cái thằng đấy thì chúng ta yêu cầu cái cột active của nó phải bằng giá trị là 1 thì mới được login vào. Còn những cái thằng không thỏa mãn cái điều kiện đấy thì cho out ra ngoài. Được chưa? Thì ở đây chúng ta khi mà sử dụng thì chúng ta phải dùng cái class này. Illuminate support packet auth. Thì cái này là yêu cầu của cái framework thì chúng ta cứ tuân thủ thôi. Được chưa? Thì chúng ta vào đây, chúng ta paste cái này vào. Illuminate support packet auth. Sau đó ở trong này chúng ta tiến hành là if auth 2.2.attempt email bằng giá trị của request, trỏ đến cột là email, và password cũng bằng request, trỏ đến dữ liệu password của cái form gửi lên. Được chưa? Nếu mà cái hàm auth này trả về true, tương đương với việc là chúng ta đã login thành công, tạo session thành công luôn. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là return respond trỏ đến redirect đến cái round là dashboard. Được chưa? Còn else chúng ta vẫn return ra cái view là login. Admin login cùng với một cái thông báo là chúng ta dùng with msg bằng size mật khẩu ở tài khoản hoặc là mật khẩu. Đó, nếu mà login thành công
thì điều hướng sang cái trang là dashboard. Còn nếu mà login không thành công thì điều hướng sang trang là trả về cái view là admin login với cái message là sai tài khoản mật khẩu. Không có mạng thì đành phải gõ tay thôi. Vẫn chưa có mạng à? Đây là hàm login authenticate. Còn cái class nó là này. TTP support và support. Cái gì mà admin làm trong layout? À, cái layout đó hả? Để giờ chúng ta thử cái nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu này. Hình như tôi gõ sai. Vào muốn biết path thì vào dễ thôi, vào phần database này, vào seeder là thấy. À, admin@gmail.com. Path là 12356. Đây. Admin 123456. Ôi giời. Gì đây? Response factory. À. Return redirect. Đây, như này. Đấy, vào rồi. Được chưa? Respond là cái trả về. Tôi thừa. Return redirect. Điều hướng về cái đường dẫn khác. Thank you.
Làm gì có tài khoản thiện TH. Ừ. Có mạng rồi này. Tôi gọi chị Hà rồi. Vâng, chị ơi, chị báo ai ngó cho em cái wifi với. Các bạn đang mất wifi, không lấy được code của em thì xin... À. Em không biết, để em chạy ra ngoài. Đang lắp mạng ở ngoài kia. 3G thôi. Lăn tăn gì? Không. Phát 3G ra mà dùng thôi. Trong ngày nó không cần câu truy vấn những cái bảng user. Bởi vì cái bảng cái user này, cái model user này nó mặc định là đã phải trỏ vào cái bảng user SC rồi. Nếu bạn trỏ vào bảng khác thì bạn mới cần cái project table. Hiểu chưa? Đấy là cái mặc định của nó. Được chưa các bạn vào login được chưa? Có bạn nào chưa được không? Có bạn nào không login được không? Tôi đẩy code lên. Nhưng các bạn không có mạng đâu mà đẩy. Tất nhiên là sẽ phải đẩy. Xong chưa? Thế nếu trong trường hợp mà chúng ta login thất bại. Ông có nhầm, chúng ta bây giờ tôi, chúng ta nếu trong trường hợp login thất bại thì giờ làm nào? Đúng không? Làm sao để hiển thị được cái này? Đúng chưa? Thì cái cách tôi viết ở đây này, các bạn thấy này, nhìn này, nó đang trả về một cái là view admin login cộng với một cái width, đúng không? Cái này người ta gọi ở trong Laravel ấy, người ta gọi nó là flat session. Flat session. Đùa mất cả 3G. Đây này. Ở đâu nhỉ? Cái width width đâu nhỉ? Đây, working with error message đây. Không phải cái này rồi. Đây này. Nó chính là cái phần này. Flash session data. Được chưa? Thì cái vì sao người ta gọi là flash? Cái flash này nó vẫn là session nhá. Nó vẫn truyền dữ liệu lại cho một cái request khác. Nó truyền thông qua request, nó xuyên qua request chứ không phải là xuyên qua màn hình giống như chúng ta truyền biến, được chưa? Thì ở đây cái flash session này này, nó cũng là session, tuy nhiên nó có một cái điểm lợi là nó chỉ tồn tại trên một request tiếp theo thôi. Sang request sau nữa là thôi. Không còn nữa. Được chưa? Đó, cái flash session này nó giải phóng bộ nhớ rất là nhanh, thì chúng ta đặt ở đây là key. Cái này là cái tên biến sẽ được sử dụng ở ngoài view này,
hoặc là ở cái session tiếp theo này. Tiếp theo là cái này. Cái này là cái message, tức là cái data sẽ được truyền đi. Được chưa? Thì ở đây tôi cũng truyền như vậy. Tôi truyền một cái MSG sang cái view admin login này. Được chưa? Với cái thông điệp là sai tài khoản và mật khẩu. Thì ở trong cái màn hình login blade này, tôi sẽ hiển thị nó ở chỗ này đi. Ví dụ ở đây đi. Ví dụ thế, được chưa? Thì tôi sẽ làm như này. If nếu tồn tại, nếu mà cái biến là MSG có tồn tại, được chưa? Thì tôi sẽ có thẻ H3 ở đây với cái class là head là text trừ danger, là chính là cái giá trị của cái hàm, của cái biến đấy luôn, MSG. Text danger là chữ màu đỏ, được chưa? Đây, chúng ta làm lại. CP login. If nếu mà đây, nếu mà tồn tại cái biến này, $MSG. Nếu mà có tồn tại. Ố. Không. Nếu iset. Đây. Chúng ta sẽ, tài khoản này không có đúng không? Đây. Được chưa? Thì chúng ta có thể chuyển nó xuống thành H4 hoặc H5 gì đấy. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây, sai tài khoản mật khẩu. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta truy cập bình thường thì nó không có cái last session, cho nên nó sẽ không có cái biến đấy, không hiển thị. Được chưa? Đấy là chúng ta muốn truyền cái message ra ngoài thì chúng ta dùng cách này. Được chưa? Đây, home controller đây. Đây, truyền cái flash session. Được chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta có một vấn đề, đó là có tài khoản thì có chắc là vào được quản trị không? Nếu là tài khoản của member thì thế nào? Đúng không? Member có được vào quản trị không? Vào làm gì? Nhưng mà vào làm gì? Xem cũng không xem được. Không cho phép xem, nó xem thì ra ngoài xem. Được chưa? Không cho xem luôn. Vậy chúng ta làm gì tiếp? Không, đã có quyền rồi, có cột rồi đấy chứ, có cột rule đây này. Được chưa? Thế vậy giờ mình làm nào? Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là login ở đây. Được chưa? Login ở đây, check thêm cái rule phải lớn hơn 1 nữa thì cho vào. Đúng không? Nhưng mà thế vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Nhỡ người ta có cách nào đấy để pass qua thì làm nào? Đúng nhỉ? Do đó chúng ta qua từng cái request một, chúng ta vẫn cứ phải check. Lần nào request vào phía admin cũng phải check. Được chưa? Do đó phát sinh một cái nhu cầu, đó là chúng ta phải check cái việc là người ta có đủ quyền để vào thông qua tất cả các cái đường dẫn là CP admin hay không. Cứ có CP admin request lên là phải check. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phải viết thêm một cái middleware nữa. Viết thêm một cái middleware để check quyền. Check role. Nếu mà cái role ở đây, chúng ta ở trong cái check role này chúng ta cần phải hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải có cái authenticate. Đúng chưa? Yếu tố thứ hai là thằng user đã login rồi thì nó phải có role lớn hơn 1 thì mới cho phép vào. Còn nếu không, để hết ra ngoài login. Có được không? Rồi. Thì ở đây tôi sẽ viết trước khi làm cái middleware thì tôi sẽ viết một cái hàm logout đã. Ồ, cái gì đây? Round get, không thì round any đi, any logout vào home controller hàm logout, name là logout luôn.
Được chưa? Logout nhá, thì chúng ta viết cái lệnh gì? Trong này rất dễ thôi. Hàm là hàm logout đúng không? Logout. Easy mà. Auth. Nhìn thấy auth logout đây không? Thế thôi. Logout rồi. Và return redirect về route. Route là home. Đó. Logout thì như này. Thế trong trường hợp chúng ta muốn logout ra ngoài thì auth 2.2. logout và chúng ta thực hiện tiếp một câu lệnh là redirect về home. Được chưa? Thử logout vậy nhá. À, trước khi thử logout thì tôi sẽ thử hiển thị cái thông tin của thằng user đang đăng nhập là thằng nào. Tôi thử hiển thị ở trong thằng dashboard chứ. Dashboard chứ. Đây. Hello. A còng cái mẹ gì nhỉ? Không phải session. Thằng này nó nhanh lắm. Blade. Template. Đây à. Ở đây này. Đây. User của nợ gì đây? Còn user còn auth. Nếu mà đã đăng nhập rồi. Cho tôi đi, để tôi show tôi xem là authentication user. User trong này toàn user. Đây rồi, auth user. Đây tôi sẽ lấy ra là echo này. Echo này auth 2.user cho đến name. Dạ, tôi sẽ thử cp admin. Đây, hello Thiện TH này. Được chưa? Do trong DB của tôi có một ông tên là Thiện TH ở đây. Được chưa? Tiếp theo là tôi sẽ login bằng thằng này. moderator@gmail.com. Pass cũng là hình như là 12356 thì phải. Tôi log out này. Log out. Bay ra ngoài về trang chủ. Được chưa? Bây giờ tôi vào lại cp admin. Thì không vào được nữa. Được chưa? Tôi sẽ vào bằng thằng này, phát là 123456, chẳng biết có đúng không. Đây, hello chung cc. Đúng chưa? Đấy là cái logout của chúng ta, logout thành công. Còn khi mà chúng ta muốn truy cập đến thông tin của user ấy, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu nhá, chúng ta chỉ việc là auth 2.2.user trỏ đến thông số của thằng user, có thể là email, có thể là password, có thể là ID, có thể là bất kỳ cái gì. Chúng ta muốn lấy ra cái gì thì chúng ta truy cập bằng cái câu lệnh này. Được chưa? Rất là tiện.
Rao học rồi, any nghĩa gì? Bất kỳ, ờ, thì bất kỳ lại request nào gửi lên. Hiểu chưa? Trang này là trang nào, trang này á? Ừ đây, thì để nguyên. Chuẩn bị sắp tới chúng ta cho thời sắp tới đây, ngay đây chúng ta sẽ viết cái middleware đây. Ừ. Phải xuống đấy hả? Xong cái chỗ OB rồi này. Cho anh thì biết nào mà em phải biết nào mà chạy. Chỗ nào tôi không biết gì ạ? À, do bạn đặt sai thư mục thì sao? Sai thư mục. Ờ, đặt sai view ấy. Để bạn xem lại cái cấu trúc view của tôi nhá. Để bạn xem đây này. Chúng ta sẽ có lùi ra một tí để bạn xem. Cái layout của tôi ấy có trong layout của admin đúng không? Nhìn đây, nhìn đây. Đúng chưa? Trong layout của admin nhưng mà trong này tôi chỉ chứa những cái thứ liên quan đến layout thôi. Còn có thư mục lay admin ở bên ngoài này. Thì tôi mới chứa login và dashboard. Đúng chưa? Hả? Đây login này. Login này ở trong admin này. Đó, login của admin mà còn login của client thì chúng ta tính sau. Ở view hả? Đấy. Nếu tồn tại. Nếu tồn tại cái biến message này thì hiển thị cái H5, còn nếu nếu không tồn tại thì không chạy nữa, thế xong. Được chưa? Xong chưa? Trang web đây. Bảo rồi bật 3G lên lên GitHub mà xem. Có 7.000 một ngày thôi mà. Đăng ký 3G 7.000 được 1GB. Hả? À, tôi không nhớ. Nó có cái gói MT7 ấy. Ở Viettel ấy. Nó có gói MT7 được 1GB đến 24 giờ cùng ngày. Ừ. Xem thôi mà chứ mình có tải gì đâu mà sợ. Tải cả project luôn. Giờ project này nặng phết đấy. Hai cái team cơ mà. Hai cái team là nặng phết đấy. Đừng đùa. Hôm qua quên không cạo râu, hôm nay râu dài quá. Xong chưa? Còn ai cần xem gì nữa không? Đăng nhập được chưa? Có ai chưa đăng nhập được không? Giơ tay nào, tôi xuống tôi xem cho. À, ta xem nào. Thank you.
Thank you.
Rồi tiếp tục nhá. Rồi tập trung vào đây. Tiếp tục này, trong phần admin thì chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải làm, cho nên cố gắng tiết kiệm thời gian. Bây giờ chúng ta chỉ giới hạn cho những cái người nào có role lớn hơn 1 thì được phép vào trong này. Được chưa? Còn những người khác không được phép vào. Được chưa? Thì chúng ta làm nào. Chúng ta sẽ xử lý như sau. Tạo thêm một cái middleware nữa bằng câu lệnh là PHP artisan make middleware. Được chưa? Cách admin auth, ví dụ thế. Được chưa? Enter xuống. PHP artisan make middleware, và đặt cái tên cái middleware đấy là admin auth. Được chưa? Xong chưa? Thì cái middleware nó là cái gì? Giống như hôm trước tôi có nói rồi đấy, nó sẽ là cái chốt chặn giữa thằng router và thằng controller, để mỗi khi vào đường dẫn nào đấy, nó sẽ là tiến hành vào xong nó check xem là cái yêu cầu của người dùng có đủ điều kiện hay không. Thì nếu mà đủ điều kiện thì cho đi tiếp, còn nếu không đủ điều kiện thì đẩy về một cái chỗ nào do chúng ta setup. Có thể là đẩy vào 403, 402, 401 hay là đẩy về một cái giao diện ABCXYZ nào đấy. Được chưa? Được chưa? Thì đây, chúng ta sau khi sinh ra cái PHP artisan make middleware admin auth thì chúng ta sẽ tìm nó ở đâu? Đúng chưa? Thì nó sẽ sinh ra ở trong cái thư mục middleware. Đây, cái thư mục này này, ở trong app. Đấy nhá, app này, HTTP này, middleware này. Được chưa? Kích vào đây, nó ra cái admin auth cho chúng ta. Đây, nó chính là cái này. Được chưa? Admin auth. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta làm cái việc gì? Đúng chưa? Chúng ta sẽ check như này. Hai điều kiện. Cái thứ nhất lúc như tôi viết ở trên kia, đó là gì? Phải đăng nhập. Đúng chưa? Hai là gì? Role của user phải lớn hơn 1. Được chưa? Chúng ta sẽ có như sau, viết như sau: if auth hai chấm hai chấm check, nếu phủ định có auth check, tức là người ta chưa đăng nhập vào, tức là người ta chưa đăng nhập vào đây, thì chúng ta return
return, redirect về cái route là login, CP là login đi. Được chưa? Nếu mà pass qua được cái ở trên thì đến cái ở dưới là check role, thì chúng ta truy cập ở đây chúng ta if thêm một cái nữa, nếu auth --user trỏ đến role của người ta mà nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì cũng return redirect sang login luôn. Do hai thằng này nó cùng return về một chỗ cho nên tôi sẽ tiến hành là nhấc cái thằng này vào đây. Nếu chưa đăng nhập hoặc auth nhưng mà role nhỏ hơn 1 thì đều redirect về user. Đúng nhờ? Thì tôi viết ở trên kia luôn cho nhanh. Nhấc lên đây, vứt vào đây một phát là xong. Được chưa? Nhìn mà cách cách. Nếu chưa đăng nhập hoặc là role nhỏ hơn 1, à role nhỏ hơn 1 chứ. À, role user lớn hơn 1 thì ở đây chúng ta check nhỏ hơn 1, nhỏ bằng 1. Có mạng chưa? Tiền đâu mà phát cho cả lớp. Vớ vẩn. Add middleware admin hot. Được chưa? Bạn nào làm không kịp thì lên ấy nhá, lên GitHub nhá. Có mạng rồi thì lên GitHub thôi. Được chưa? Như này vẫn chưa dùng được đâu nha. Như này mới chỉ là định nghĩa rồi. Còn muốn dùng được ở middleware á, thì chúng ta phải định nghĩa thêm. Được chưa? Xong đến đây chưa? Xong đến đây chưa? Xong đến đây chưa? Tiếp theo này. Cái return next request ấy, tức là nếu mà chúng ta xử lý xong cái mớ này rồi. Được chưa? Nếu mà nó không return thì nó chạy xuống tiếp cái này đúng không? Thì cái next này ấy, nó là một cái closer, tức là chúng ta sẽ xử lý back ở tiếp theo ở phía sau, tức là cái next này tương đương việc là chúng ta tiếp tục vào trong. Được chưa? Tiếp tục vào trong controller. Tiếp theo để định nghĩa cho cái middleware này và cái middleware này được phép sử dụng thì chúng ta mở cái file là kernel ở ngay bên dưới ra, đây này. HTTP kernel á. Thấy chưa? Kích vào đấy. Mở ra. Và ở bên dưới kéo xuống dưới cùng nhá, đừng ở trên. Đây này, ở cái đoạn này, route middleware này, cái protected route middleware các bạn nhìn thấy không? Đó, thì bây giờ chúng ta định nghĩa nó ra. Thì ở đây chúng ta là để là admin, viết string ra, là admin.auth trỏ đến cái, dẫn đến cái file chúng ta vừa định nghĩa ra. Thì là app sược http sược middleware. Mà thằng nào lười viết thì tốt nhất là đi copy đi. Đây này, copy namespace của nó vào. Đây, copy ở đây, vứt vào đây. Đấy,
sược tiếp đến tên class là admin auth. Như này, hai chấm class, phẩy cái, phẩy cũng được, không phẩy cũng được. Thế giờ đây là chúng ta định nghĩa ra một cái middleware và từ đây trở đi là chúng ta được phép sử dụng. Được chưa? Đấy, nó là định hai bước để định nghĩa cái middleware. Một cái là định nghĩa ra, một cái là khai báo. Và bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái admin auth này ở đâu? Thì chúng ta chỉ việc copy cái tên nó, ví dụ vứt vào web, vứt vào trong cái gì nhỉ? Trong cái Route Service Provider ấy. Đây à, Route Service Provider thay cái auth này bằng cái admin auth. Được chưa? Và bây giờ chúng ta test thử. Đây nha, tôi log out rồi nha. Log out. Đây, log out ra ngoài rồi. Bây giờ chúng ta vào sược cp admin. Ủa? Class app http middleware not found. Sao lại không thấy? Chờ gì nhá, để tôi check xem nó như nào. Class. Ồ ồ. À đúng rồi, trong middleware chưa khai vào auth. Đây, lại use illuminate gì nhỉ? Support sược package sược auth. Chẳng biết có đúng không? Ờ đúng rồi. Vào CP login này, bây giờ tôi sẽ tìm, tôi sẽ add tài khoản là admin nhá. Admin thì chắc chắn là vào được rồi đúng không? Admin 123456 này. Vào được. Log out ra. Bây giờ chúng ta vào CP login. CP login vào bằng tài khoản khách là tài khoản member này, member@gmail.com. Member 1 pass là gì nhỉ? 123456. Sign in vào thì không được vào. Được chưa? Nếu mà các bạn thích nữa, muốn rõ ràng hơn nữa vì sao mày không được vào thì lại làm sao? With ở đây. With MSG là gì? Không có quyền truy cập à? Sao? Chúng ta làm lại. Member. Ủa, không có gì ta. Member 123456. Sai. Ơ, không chuyển được này. Không chuyển được. Sao ta? Redirect with message. Redirect Laravel. Laravel redirect. Redirect with message. Đây đấy, redirect này, with message đây này. Blade, à nó phải là session style status. À rồi ok, tôi sẽ sửa cái này. Chờ tôi một chút nhá. Reset session msg. Rồi, thử cái, thử phát đã. Member 123456. Ôi giời. Reset. Không không. Chắc gì đã cần bỏ. À rồi. Nếu mà đăng nhập sai. Đăng nhập sai giờ lại tèo. Mẹ. Cay thật. Để coi nào. Thôi, giữ lại cái kia. Giữ lại cái kia. H5 viết thêm một cái nữa, đúng rồi đấy. If, bởi vì chẳng bao giờ có hai cái chuyện là hai cái đấy cùng một lượt đâu. If đặt trùng tên được chẳng sao.
Rồi. Đây sai mật khẩu tài khoản này. Member. Rồi, ok. Xong. Đẩy lên nhá. Đấy là cái middleware của chúng ta. Chúng ta ngăn chặn người dùng không cho phép. Ngăn chặn không cho phép người dùng bình thường có thể vào trong quản trị được. Đẩy hết ra ngoài. Rồi lên rồi đấy. Các bạn check đi. Đấy, sau này chúng ta muốn định nghĩa ra cái middleware nào do chúng ta tự làm thì chúng ta chỉ đơn giản là tạo ra middleware bằng câu lệnh ppartition, định nghĩa các cái logic cho nó, sau đó đăng ký nó ở kernel và áp dụng cho nó. Thì chúng ta còn rất là nhiều chỗ để có thể áp dụng. Áp dụng có thể là ở nằm trong cái Route Service Provider, đúng nhỉ? Đây, có thể áp dụng ở trong Route Service Provider này để áp dụng cho nguyên cả một file luôn, được chưa? Hay có thể định nghĩa cho từng cái phần route 1. Đây, có thể định nghĩa từng cái route 1 bằng cách là chúng ta chỉ đơn giản là chọn đến cái middleware như này. Chọn middleware như này. Và chúng ta có thể truyền mảng vào đây, mảng các cái middleware mà nó phải chịu, hoặc là chỉ truyền một cái tên vào đây cũng được. Như này. Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta áp dụng middleware cho cái thằng route, hay thậm chí middleware chúng ta có thể áp dụng được cả trong controller. Tức là cả một tất cả các hàm nằm trong controller đấy sẽ phải chịu cái middleware này. Được chưa? Đấy là các cái cách chúng ta áp dụng cái middleware trong project. Thì các bạn có thể đọc thêm về cái middleware ở trong cái phần tài liệu này. Các bạn search middleware, nó ra ngay tức. Định nghĩa này, global middleware này, assign middleware to route này, middleware group này, sorting này, tham số middleware này, terminal middleware. Được chưa? Đây, middleware. Round phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 nha. Roll nhỏ hơn bằng 1. Thank you.
Quên cái gì? Ừ? Có bạn nào không chạy được không? Một cái truyền ra view, một cái truyền ra thông qua redirect. Thì cái truyền thông qua redirect này này thì nó sẽ quy định đây là flash session. Còn cái mà truyền qua view lúc nãy thì nó quy định là flash data. Thì nó thành một cái biến ở ở view luôn. Hai cái khác nhau. Sao? Vẫn chưa được à? Nó cần hỗ trợ không? Chủ động lên. Nếu mà không đăng nhập giờ thì nó trả cái này, nhưng nếu pass qua được cái này tương đương việc là đã đăng nhập thành công rồi thì mọi người lấy user con user. Đang tìm. Đây này, này sai đúng không? Đây phải là session message chứ. Bố kinh hơn của máy đấy. Máy đúng thế. Không phải khác. Use Illume support packet port vào trên bảng kìa. Đỏ đỏ em có nhìn gì không? Không bảo thầy nó gửi cho. Áo đâu về gì rồi? Cái gì mục đích của cái gì? Chữ bit đó là truyền dữ liệu để nó hiển thị ra không có quyền truy cập ở trên đầu cái input. Rất là chào học nhìn cái mặt cô, thấy nó đeo xỉ vậy. I không biết đấy, nó chỉ có một chữ I với chữ mấy chữ I mà nó như này. Đấy. Con sai chính tả, đâu sao? Đây là năm xuất vào. Lại chết thôi. Đây phải như này chứ. Nha. Xong chưa? Đấy là middleware nhá. Chúng ta muốn định nghĩa middleware thì đấy có mấy bước đấy. Tôi sẽ nốt lại trên bảng nhá. Bật cho tôi điện cái. Khi thoảng cứ bật tắt nên nó tỉnh ngủ. Illuminati. Cái gì nhỉ? Cái tổ chức gì ở trong cái Dan Brown nhỉ? Chẳng nhớ. Middleware này. Muốn định nghĩa ra nó, muốn tạo ra một cái file middleware mới thì chúng ta cùng tu lệnh là PHP
Artisan. Mấy? 2 chấm, middleware. À, tên, name. Thì nó sẽ sinh ra cái class là ở trong app. Ở trong cái app. HTTP middleware. Và đến cái file name của chúng ta. Giờ cái code ở trong đấy. Sau đó chúng ta vào file kernel. Kernel.php nằm trong app HTTP kernel. Ở trong cái protected đấy. Protected đô la middleware, round middleware đúng không? Round middleware. Định nghĩa thêm ra, định nghĩa bằng cái mảng như này. Chúng ta định nghĩa thêm ra cái tên muốn áp dụng. Trỏ đến cái đường dẫn, cái namespace. Namespace sượt đến tên class. 2.2 class. Đây là định việc định nghĩa ra. Định nghĩa và khai báo. Còn sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng ở trong file app service provider hoặc là sử dụng ở cái round 2.2 method. Sau đó chúng ta chọn đến middleware. Ở trong này chúng ta có thể là viết cả một cái mạng trong này. Và mình viết của chúng ta quy định ở đây. Đây. Đây là hai cái nơi chúng ta thường xuyên sử dụng để định nghĩa ra cái middleware, áp dụng middleware cho cái round. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tiếp cái việc đấy là quản lý thêm sửa xóa phần sản phẩm nhá. Làm sản phẩm trước, sau đấy nếu đủ thời gian hoặc là đến buổi sáng ngày mai thì chúng ta bắt đầu là làm phần danh mục cập nhật thông tin tài khoản, rồi thì dò hàng, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là đổi mật khẩu hay là lấy lại mật khẩu. Tôi sẽ làm y nguyên cái cơ chế là reset mật khẩu cho chúng ta. Người ta thường là reset mật khẩu chứ không ai làm kiểu dạng như là đổi là set mật khẩu khác, đúng không? Vì sao là gọi là reset mật khẩu? Bởi vì chúng ta login ấy, chúng ta chọn này forgot my password này, thì nó sẽ bật ra một cái file, bật một cái màn hình là cho chúng ta điền email, đúng không? Thì hệ thống sẽ dựa vào email đấy sinh ra một cái đoạn mã, được chưa? Và gửi email cho cái email người ta điền vào, được chưa? Sau đó người dùng sẽ bấm một email đấy, gửi request lên trên server và gửi cái đoạn mã vừa rồi. Thì trên server sẽ phải check cái đoạn mã đấy xem nó khớp với cái email nào, được chưa? Để xác nhận là ông này đúng là cái tài khoản này. Sau đó là cho người ta sinh ra một cái màn hình, là màn hình tạo mật khẩu mới để lưu vào DB để cập nhật mật khẩu, đúng chưa? Đấy là cái cơ chế đổi mật khẩu. Thì cái đấy nếu có đủ thời gian sẽ làm, còn không đủ thời gian thì phải chịu thôi. Nhưng mà nó được hơn một cái là chúng ta có thêm cái phần là gửi email, được chưa? Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm phần dò hàng. Nó cũng dễ mà, có gì khó đâu. Với tôi cái gì cũng dễ hết. Hả? Remember á? Remember token nè. Thì nó là như này. Mở DB ra trước đi. Đây này, các bạn thấy ở đây nó có một cái ô gọi là ô Remember Token không? Tắt đi. Cái ô Remember Token này để giúp chúng ta login và ghi nhớ trên trình duyệt luôn. Tương đương việc sử dụng session, được chưa?
thì để add được thêm dữ liệu cho cái thằng remember này này thì chúng ta dễ lắm. Chúng ta khi mà vào màn hình login chúng ta tích vào đây. Được chưa? Thì lúc nãy tôi đã demo cái phần nếu mà tích vào đây thì lên trên kia thì nó sẽ có cái remember bằng 1. Đúng chưa? Thì nếu có remember bằng 1 thì ở trong thằng authenticate này này. Authenticate này này. Nó có phần remember. Đây remember remembering user này. Thấy chưa? Chúng ta sẽ nhét thêm cái remember này vào. Thì cái giá trị nó bằng true hoặc false. Được chưa? Nếu mà không truyền gì vào thì nó bằng false, nếu mà truyền 1 hoặc truyền false vào, truyền true vào thì nó sẽ khi mà chạy tiếp thì nó sẽ tạo ra một cái set một cái cookie để nó lưu trên trình duyệt của chúng ta, đồng thời nó lưu một cái mã, đoạn mã được mã hóa vào trong cái remember token này. Được chưa? Để lần sau khi chúng ta truy cập vào thì nó sẽ chọc vào trong cái cookie, nó lấy dữ liệu ra, nó so chiếu với trong này. Nếu mà khớp và chưa quá thời gian expire time thì nó sẽ cho phép đăng nhập vào luôn và tạo session luôn. Thế là đấy là remember token. Thì ở đây chúng ta sẽ thử xem sao. Thì ở home controller này, được chưa, chúng ta sẽ có cái biến remember bằng request trỏ đến remember đâu nhỉ, request trỏ đến hash. Có hash không nhỉ? Request đây này, request trỏ đến hash remember. Nếu request trỏ đến hash remember bằng true thì remember bằng true luôn, còn nếu không thì bằng false. À mà chẳng cần như này, chúng ta chỉ việc viết như này là được. Và chúng ta sẽ copy cái này tương vào đây, sau cái mảng nhá, chúng ta để sau cái mảng nhá, không để trước cái mảng, ở trong cái mảng đâu, sau cái mảng. Ừ? Cái gì? À ừ đúng rồi, đây phải là remember. Và chẳng cần này, viết này cũng được. Nếu mà có thì bằng true, không có thì bằng false. Thử cái nhá. Chúng ta sẽ login vào một tài khoản admin. Reload cho chắc. Admin này. Đã chết nhỉ. Thì ngu thế nhỉ. Chưa tích remember. Đây, đăng nhập rồi. Mở DB ra. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Và ở trong phần này nó sinh ra chúng ta một cái cookie mới. Đây, remember web này này. Thấy không? Nó sinh ra một cái cookie mới. Lần sau chúng ta tắt đi mà vào lại thì nó sẽ tự đọc cái này và nó so sánh với trong DB kia. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể chủ động làm cái việc đấy bằng cách là đây. Tôi vừa mới thấy nó ở đâu nhỉ? Đây, remember using. Đâu nhỉ? Remember, đây remembering user. Đây này. Đăng nhập thông qua via remember này. Được chưa? Đấy, nó chúng ta chủ động làm thì có thể là check by cookie thì lấy nó ra và đăng nhập vào. Được chưa? Đây là nếu chúng ta muốn là chẳng biết cái này nó lưu trữ trong bao lâu ta. Không. Ừ? Ờ.
trình duyệt lưu mà, còn xem thời gian expire của nó là bao giờ thôi. Đây, nó lưu đến mấy năm luôn. 5 năm. Nó lưu 5 năm luôn. Chúng ta sửa cái này mà. Cái gì mà cục cục ấy. Nhưng mà chúng ta lưu ý là nếu mà với người dùng ở các dự án ở châu Á hoặc châu Mỹ thì chúng ta được phép dùng cái này. Nhưng mà với người dùng ở châu Âu ấy thì nó bị vướng luật. Cho nên là khi mà được, trừ khi các bạn được người dùng cho phép các bạn sử dụng cái cookie của người ta thì các bạn mới được phép lưu cái này. Còn nếu mà chúng ta dùng cho các dự án ở châu Âu như này thì nó sẽ phạt các bạn đi tù ấy. Có luật mà. Có luật GP gì gì ấy. Cái luật mới đấy, mới năm ngoái đấy, mới năm 2018 được áp dụng đấy. Bây giờ các bạn vào web nào ở châu Âu cũng sẽ là hỏi là bạn có cho phép chúng tôi sử dụng cookie của bạn hay không? Đó. Tôi dùng cookie của các bạn với mục đích gì? Đấy, nó trình bày hết ra. Tôi vừa dính một dự án thế và khách yêu cầu là phải làm cái phần đấy cho ông ấy. Vẫn chưa làm xong này. Được chưa? Xong chưa? Đấy là cái login bằng cái cookie. Lưu cookie. Tôi giải thích luôn một tiện đây, tôi giải thích luôn cái đây là email verify, không cần. Để coi nào. Tôi giải thích luôn cái phần lấy lại mật khẩu nhá. Là password reset này này. Được chưa? Tôi giải thích luôn cái này nhá. Ai hiểu được thì hiểu. Để có thể về tự động chủ động mày mò làm. Chúng ta chia ra cái này ra là thành server và phía user. Đây là con người thật đấy, còn đây là máy. Được chưa? Khi mà user bấm vào remember token, forgot password chứ quên. Kiểu server sẽ sinh ra một cái màn hình là gồm cái email ở đây, người ta điền email ở đây. Cần này put email, được chưa? Submit lên. Sau đó phía server sẽ dựa vào cái email này, nó làm những cái việc thứ nhất là check email, xem email này có thực sự tồn tại không, đúng chưa? Nếu mà email này có tồn tại trong hệ thống mình thì nó sẽ, thứ hai là nó generate ra một cái token. Ở trong thằng Laravel này nó có một cái hàm là hàm string hash. Hash string hay cái gì đấy, không nhớ. Tôi nhớ là nó có. Đây, hàm này. Không phải hash make. Helper. Đây. Không. Random chứ. Random. Array random. Đây, string random. Nó chúng ta sẽ được phép làm một cái đoạn chuỗi là string random. Random bao nhiêu ký tự ra ngoài. Nó sẽ ra một cái chuỗi lằng ngoằng và chẳng bao giờ trùng nhau đâu. Yên tâm. Được chưa? Thì bằng cái str để dưới random. Ví dụ chúng ta để là 60 chẳng hạn. Được chưa? Thì tiếp theo, đây là việc thứ hai này, việc thứ ba. Nó sẽ xếp một cái bản ghi vào trong cái bảng là password reset token. Đây là cái bảng này, cái table nhé. Lưu vào đây, dựa nó lưu thông số là email này, token này và expire time. Ví dụ chúng ta sẽ cái thường thường các bạn nhận được email reset mật khẩu thì thường thường người ta để là cái email này sẽ có thời hạn trong bao nhiêu, trong 24 giờ, đúng chưa? Hết 24 giờ thì cái token này không còn ý nghĩa gì nữa, đúng chưa? Thì ở đây cái expire time ấy nó sẽ bằng cái thời gian là ngày 5
năm tháng ngày ngày giờ phút giây tại thời điểm hiện tại cộng thêm một ngày cộng thêm 24 giờ nữa đúng chưa, còn bằng x by time này sau đó lưu xuống, sau đó tiếp theo nó sẽ gửi một email, gửi một email đến cái email này cộng với lại cái token, cái URL, URL chứa token, chứa token trong URL gửi cho thằng user. Thằng user sẽ vào email check, check email, check email và click vào cái URL ở trên, tương đương với việc nó mở một cái tab mới trên trình duyệt và lại gửi một request lên server, đúng nhỉ? Trên request server thì đây là request mới rồi nhá. Thì trên này thằng server sẽ dựa vào cái lấy cái token đúng không? Thì cái URL nó hiểu dạng như kiểu là http 2.// localhost sược password reset pwd trừ reset hỏi chấm token bằng, token bằng abcdez ở đây được chưa? Thì đây là tham số đúng không? Hoặc nếu các bạn không cần hỏi chấm thì các bạn sược thẳng cái này với cái đoạn là ngoài phía sau này. Được chưa? Thì ở trên này chúng ta có thể dựa vào round để lấy được dữ liệu không? Lấy dựa vào round đấy tốt được thằng này, đúng chưa? Thì tiếp theo cái phần nó lấy được token rồi thì nó lại chiếu vào trong bảng password reset này, nó lấy ra cái token này, đúng chưa? Và tiếp tục nó compare tiếp với cái thời gian hiện tại, tức là thời gian hiện tại đang xử lý này với cái expire time. Nếu mà cái thời gian hiện tại còn nhỏ hơn cái expire time này thì nó sẽ generate ra một cái màn hình để người ta đổi mật khẩu. Còn nếu mà cái token này không có là 1 hoặc cái thời gian hiện tại đã lớn hơn so với cái expire time rồi thì sao? Thì báo là hết hạn. Bạn không thể thực hiện việc này tiếp theo, bạn có thể bấm quay lại đăng nhập hoặc là tiếp tục yêu cầu gửi lại mật khẩu, gửi lại reset reset password nhá. Còn nếu mà sinh ra cái màn hình này rồi thì sao? Điền nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu thì nó sẽ dựa vào cái token này. Lúc đấy là dựa vào token để sinh ra màn hình nhá. Tiếp tục dựa vào cái màn hình, dựa vào cái token để tiếp để làm gì? Tìm ra cái email. Mà tìm ra email thì tìm ra được cái gì đó? Tài khoản. Sau đó nó lấy cái password ở đây cộng với cái email cộng với cái tài khoản đã tìm được ở đây, tìm ra được cái user ID. Sau đó update tài khoản. Thế là xong. Được chưa? Thế đổi mật khẩu. Nó khá là lằng nhằng. Nhưng mà cái cách tư duy này nếu mà bạn nào hiểu được thì nó cũng sẽ khá là tốt cho chúng ta trong cái kinh nghiệm sau này. Có ai cần hỏi gì không về cái phần logic bên kia? Từng bước một rồi. Được chưa? Tiếp theo này. Chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa cái phần giao diện team một tí đã để chúng ta có thể là xử lý được cái giao diện nó cái logic nó dễ hơn. Thì chúng ta vào phần research, vào phần layout admin sidebar blade. Bây giờ vào phần sidebar nhé. Tắt điện. Sidebar. Được chưa? Thì vào đây chúng ta nhìn thấy ngay cái Alexander Pierre, cái của nợ gì đây này. Chúng ta thay thế nó ngay lập tức. Nhìn cho đỡ ghét. Bằng cái A còng odd. Odd 2.2. User. Đóng mở ngoặc trỏ đến name luôn. Thay luôn tên mình cho xịn. Quay. Để xem trong user có khung avatar đúng không? Khung avatar thôi. Xong chưa? Được chưa? Khổ. Có mỗi sửa mỗi một dòng thôi mà.
Ừ, à ừ nhỉ. Đúng vậy, cảm ơn bạn. Không phải A còng đâu. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo này chúng ta sửa một tí. Ví dụ như cái form này chúng ta không dùng đâu. Chắc là không dùng đâu. Vứt. Cái gì không dùng thì vứt hết. Cái main navigation này dùng thì dùng mà chẳng dùng thì thôi. Thôi cứ để đấy nhá. Để cho đẹp vậy. Được chưa? Phần tiếp theo cái là phần dashboard ấy. Các bạn nhìn thấy nó là cái class tree view ở ngay dưới ấy. Thấy không? Đây là cái này này. Cái dashboard này, cái thẻ A này chúng ta sửa nó thành cái echo của cái route. Route. Đây là dashboard đúng không? Route dashboard. Thế là được. Còn cái mớ ở phía trong nó, tức là cái thẻ A đây, từ đây đến đây. Đúng chưa? Tiếp theo cái UL nằm ngay dưới chân nó ấy, chúng ta xóa nó đi. Bởi vì dashboard chỉ có một cái dashboard thôi chứ làm gì có nhiều dashboard. Mà kích làm gì? Mất thời gian, đúng không? Đấy, chúng ta lưu xuống thì bây giờ giao diện nó sẽ trông như này. Đây. Đây dashboard đây. Ủa không bấm được luôn mà. Xem nào. Cái này là e class tree view. Vứt đi luôn. Chờ tí nhá để tôi test thử cho các bạn. Đóng thẻ A đây rồi. Thôi kệ cứ để ra tí tinh. Biết đâu tí xuống dưới tôi lại phát kiến ra cái gì sao. À cái class này, cái LI này bỏ class tree view đi nữa. Xem có bấm được không. Rồi ok, bỏ class tree view đi nhá. Chỉ còn thẻ LI thôi. Tree view là ở dưới. Xuống dưới nó còn có những cái thẻ con thì chúng ta mới để tree view. Bỏ tree view đi luôn đây. Main navigation xong đến cái đoạn này. Được chưa? Tiếp theo ở dưới này là cái tree view nhá. Cái tree view này chúng ta sẽ để nó là cái phần sản phẩm đi. Sản phẩm. Được chưa? Đây sản phẩm. Cái phần số 4 này chúng ta quăng nó đi. Số 4 quăng đi. Nhưng mà cái này là phải có này. Cái dấu mũi tên này. Thấy không? Giờ nó là cái gì? Span full ride container đúng không? Để xem nào. Tính. Đây rồi. Copy luôn. Thử phát. Mày. À được rồi. Xịn không?
Đây, tiếp theo này. Ở đây chúng ta sẽ để thẻ thẻ này ở dưới này là danh sách sản phẩm. Thêm mới. Còn hai cái thẻ dưới này vứt đi. Đấy. Được chưa? Thế nào? Cái tròn tròn đằng trước này là cái này. Đấy, class của Phong Awesome. Được chưa? Còn tất cả các thẻ LI phía sau chúng ta quăng hết đi. Bao giờ có thêm thì chúng ta viết thêm vào. Rất là tránh cái chuyện là những cái tính năng mà chúng ta chưa làm kịp mà chúng ta cứ show lên đây ấy, thì người ta sẽ dẫn đến cái việc người ta hỏi. Hỏi mà chúng ta trả lời là em chưa có thời gian làm hay là em không làm được. Trả lời tôi cách nào đều chết cả. Do đó tốt nhất là không trả lời mà cũng không cho nhìn thấy. Thế là xong. Đỡ mệt. Đúng không? Đấy. Giống như các cụ bảo rồi. Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết thì không khổ. Thế nên là không biết thì cứ cất đi. Thế xong. Đấy, chỉ giữ lại hai cái thôi. Mấy nữa chúng ta làm đến module nào chúng ta hiển thị module đấy. Chứ đừng có dạy mà cứ khoe ra là em định làm cái này, em định làm cái kia. Định của em là đến bao giờ? Không biết. Thế thôi dẹp. Các bạn sau này làm, các bạn đã làm đồ án nhá. Đấy, làm đồ án cũng thế. Cái gì không làm được hoặc là chưa làm đến, giấu, không cho sợ động chạm gì cả. Chả thế. Bởi vì nhá, các bạn để ý như này này, tôi là một thằng đi hướng dẫn đồ án đây. Thì có một cái yêu cầu như này, đó là cái phần report cuối cùng là tổng kết ấy, tổng kết của cái dự án ấy, thì là có tiến độ công việc. Cứ thử thằng nào viết là không phải là 100% xem. Ăn vả ngay em thức. Đúng chưa? Không phải 100% tức là sản phẩm chưa hoàn thiện thì mày mang đi làm gì? Ở lại kỳ sau học, à, kỳ sau bảo vệ thể. Ờ đấy. Thế cho nên là bắt buộc phải ghi ở 100%, mà đã chốt ghi ở đấy 100% rồi mà lại tìm thấy một cái nó đang răng rở. Thì đến lúc đấy à, hóa ra thằng này mày lừa tao. Cũng tạch. Đúng chưa? Do đó là cái gì tốt nhất, cái gì không chưa làm xong hoặc là đang làm sai, giấu luôn. Comment code luôn, đỡ mày. Đấy, kinh nghiệm đấy. Đấy, cái đoạn ULLI size 3 menu chúng ta chỉ còn ngắn bằng này thôi. Không còn gì nhiều, hết rồi. Báo cáo có bạn dày bằng nào? Bao nhiêu trang? 30 trang thôi á? 40. Tận 40. Kinh nhờ. 28. Có code kia gì trong đấy không hay là chỉ thiết kế thôi? Các bạn phải vẽ những cái diagram nào. Use case chắc chắn rồi. Flowchart à? Sequence này. Gì nữa? Use case rồi. Hả? Cơ sở dữ liệu RD có chắc chắn rồi. Phân tích thì ai chả có. Tôi đang hỏi diagram rồi mà. Thế thôi á, ít thế. Có test không? Thế đồ án tốt nghiệp thì sao, bạn kia tốt nghiệp rồi à? Tốt nghiệp chưa? Thì đồ án của bạn bao nhiêu trang? 40 trang. 40 trang rồi. Sao easy vậy? Thế thì không ổn đâu. Thế thì đến lúc đem cái luận án đấy đi mà show cho người khác hay là lên cao hơn thì chết. Thôi rồi, đến cuối giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái đồ án của tôi. Tôi ngày xưa làm mà còn bị chửi lên chửi xuống ấy.
Được chưa? Xong cái này chưa? Xong chưa? Copy vào nhá. Không làm kịp thì copy vào cho nhanh. Được chưa? Tiếp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có nhu cầu cái phần trang chính này, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn add những cái thông số khác vào, hay là làm luôn. Làm luôn nhá. Làm luôn nhá, cho nó nhanh. Cái này cũng nhanh thôi. Ví dụ như sau. Đâu nhỉ? Trang admin dashboard đâu nhỉ? Dashboard đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng luôn cái admin LTE này nhá. Nó cũng khá dễ thôi. Thì đây ở trong phần content này này thì chúng ta thấy nó có là một cái khung trống đúng không? Class content nó chẳng có cái gì cả. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải phin các cái thành phần, các cái phần tử vào trong nó để cho nó có cái để hiển thị lên trên. Đúng chưa? Nhưng bây giờ mình phin cái gì? Và phin ở đâu ra? Thì các bạn lại quay lại cái con admin LTE này. Các bạn bấm vào phần index ấy, nó lại ra một rổ các thứ như này. Ví dụ chúng ta muốn lấy cái đoạn này chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Ví dụ như ở đây là hiển thị danh mục này, ở đây hiển thị là sản phẩm này, ở đây hiển thị là người dùng này, ở đây hiển thị hóa đơn này, ở dưới hiển thị số lượng của comment này. Đúng nhá? Thì chúng ta muốn lấy cái này thì lấy như nào? Chuột phải vào đây. Inspect. Nhìn thấy cái phần đâu nhỉ? Deep class row này không? Chuột phải vào, copy outer HTML. Rồi, vào đây, chúng ta thử. Deep container quét xuống. Cực kỳ easy luôn. Xong. Ồ. Oh. Nó bị vỡ này. Nó bị vỡ. Để xem nào. Có nhất thiết là mình cần cái này không? Đó, xong. Lấy xong rồi. Có thế thôi. Đúng chưa? Đây này, copy từ cái dòng row này. Row ở đây toàn row này. Cứ lấy của nó, muốn lấy cái gì thì lấy. Mở trình duyệt ra mà lấy. Rất dễ. Đấy em tôi làm lại này. Muốn lấy cái dòng ở trên này. Đúng chưa? Muốn lấy cái dòng ở trên này chẳng hạn, hay lấy từng cái một. Ví dụ tôi muốn lấy, chỉ muốn lấy mỗi cái này thôi. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ tìm, và các bạn sẽ kéo con chuột lên trên các thẻ này. Xem cái thẻ nào là cái thẻ bao trọn toàn bộ cái phần tử mà chúng ta muốn lấy, đúng chưa? Chuột phải vào. Copy outer HTML. Được chưa? Sau đó là vào đây chúng ta muốn pệt nó vào đâu thì chúng ta pệt xuống. Thế xong. Đấy. Đây tôi có, ở đây tôi sẽ có thêm cái nữa. Ồ. Cái gì vậy? À nhầm. Cái này phải nằm trong cái côn. Deep class côn gì đấy. Deep côn trừ ng trừ 3. Côn trừ xs trừ 6. Đấy, có thêm cái nữa. Được chưa? Rất nhanh. Tức là cái bọn admin LTE này là nó đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta toàn bộ CSS cho tất cả các phần tử của nó rồi. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái phần tử nào, chúng ta chỉ việc là copy các cái class, copy các cái thẻ deep hay là các cái thẻ hình thành lên cái phần tử đấy, chúng ta bê vào trong này chúng ta sử dụng. Được chưa? Đấy nó là cái logic của thằng admin LTE này. Được chưa? Thì ở trong cái phần này trong phần dashboard này tôi chỉ đơn giản hiển thị ra các cái thứ nhất là số lượng danh mục, thứ hai số lượng sản phẩm, thứ ba số lượng user. Thế thôi, hóa đơn chưa có thì để số 0 cũng được. Và khi mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ ra chi tiết các cái gọi là chi tiết danh sách các cái sản phẩm cũng như là các cái danh mục. Và những cái phần này nó tương ứng, được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành như sau. Ở trong home controller này, à quên nhầm, không phải home controller. Dashboard controller. Thì tôi tiến hành là use cái app sược category use app product. Chưa có
chưa có app invoice, chưa có cái model invoice đúng không? Chưa. Ok, thế vậy thì tí nữa tí tạo. Thôi lấy tạo hai cái đã. Chúng ta ở đây có get number bằng category category 2.2. cao. Nó lấy ra con số, còn product. Product number bằng product. Product 2.2 cao. Đây là hàm đếm tổng. Được chưa? Chúng ta DD ra thử xem nó như nào. Get number và product number. Đó, test thử phát biết ngay. Đây, 7 danh mục và 100 sản phẩm. Đúng chưa? Và chúng ta truyền cả hai thằng kia ra ngoài màn hình, thế là xong. Compact. Get number và product number. Ngoài kia ra ngoài kia chúng ta thay mấy cái con số ở trên màn hình ấy bằng những cái con số chúng ta vừa mới lấy ra, thế là hết phim. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phin những cái giá trị này vào trong cái index này. Bằng cách dễ thôi. Ví dụ bung ở đây ra đây nhìn thấy 105, 150 không? Chúng ta sửa vào đây thành echo. Echo ra cái đô la get number. Đây là danh mục. Danh mục, còn ở dưới kia là hiển thị ra sản phẩm. Đây. Product number. Sản phẩm. Đấy, 7 danh mục và 100 sản phẩm. Chúng ta muốn thay cái icon nào thì vào đây mà thay này. Small box, bigger green này. Được chưa? Còn ở đây chúng ta có cái phần more info thì chúng ta thay cái thằng này thành thằng round. Round của cái một cái đường dẫn khác, ví dụ như kiểu là product.list chẳng hạn. .list chẳng hạn như vậy. Được chưa? Thì cái này tí nữa chúng ta tạo ra là xong.
đúng không? Ở đây chúng ta sẽ là danh sách sản phẩm. Đấy. Thế giờ tất nhiên là nếu bây giờ chúng ta chạy, chúng ta lưu xuống chúng ta chạy thì cái round này nó chưa tồn tại, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ tạo ra một cái round mới ở trong file admin mà chúng ta đặt tên nó là cái product list này. Thì sẽ được không? Đúng không? Chết rồi, hôm nay không dạy, không kịp dạy phần validate rồi. Tối còn xem bóng đá chứ. Xem xong rồi phải ăn chứ. Ăn xong rồi phải đi ngủ chứ. Bọn này vớ vẩn thật đấy. Được chưa? Xong rồi, bây giờ thì xong đến đây chưa? Chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái đường dẫn mới ở trong này. Ví dụ chúng ta có như này, round. Tôi không chơi với thằng ghét này, tạm thời chưa chơi nhá. Tôi đã chơi này chưa? Round 2.2.group. Được chưa? Có prefix là product. Được chưa? Prefix là product. Tiếp theo tôi nhấc thằng này lên trên. Tôi nhấc thằng này lên trên, tôi vứt vào đây. Thì tôi có round get sược trỏ vào trong là product controller. Controller hàm index có name là product chấm list, có được không? Cái này có được không? Được không? Được quá đấy chứ. Thế vậy thì để vào đây thì chúng ta phải là đường dẫn là gì? Sai. CP trừ admin sược product sược sược gì nữa? Đúng rồi. Định lừa tí không được. Được chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta đã chạy được chưa? Bấm vào đây. Danh sách sản phẩm khi hover này, đây này. Localhost 8000 sược CP admin sược product đúng không? Được chưa? Thế tiếp theo làm gì nữa? Bước tiếp theo. Chính xác. PP artisan make controller admin sược product controller, enter xuống. Được chưa? Thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái thư mục admin của chúng ta một file là product controller. Được chưa? Đây. Thì ở trong này chúng ta sẽ có hàm là public gì? Cái gì? Index con khỉ, function đâu? Chả thế. Ở đây chúng ta nhận thêm một cái request nữa. Cái này thì tí nữa tôi sẽ giải thích vì sao chúng ta phải nhận request. Bởi vì chúng ta còn phải phân trang và tìm kiếm nữa mà. Chứ đâu có phải cứ làm ra danh sách là xong đâu. Đúng chưa? Được chưa các bạn? Tiếp theo ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là return trước đi. Return ra cái view là của admin.product.index. Thế này chúng ta phải tạo view ở đâu? Ở trong thư mục nào? Admin, sao lại admin? Admin ở đâu? Resource này, view này, admin này. Xong rồi tạo ra thư mục mới là product đúng không? Tạo tiếp ra file mới là index.blade.php. Đó. Ở đây mới đúng. Đây, vào đây. View admin product index. Thì đây, thằng này nó trỏ vào đấy. Được chưa? Xong rồi trong này thì chúng ta sẽ phải làm sao kế thừa cái gì? Extend cái layout.admin.master. Và ở ngoài này chúng ta có section. Section name là title. Thì chúng ta sẽ điền là danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Và có section nữa. Là section gì?
content ở giữa nhá. Thì trong content này để hiển thị ra đã, xong rồi sau đấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lấy danh sách, lấy cái table ở trong cái bảng, ở trong cái thằng admin LTN này ra như thế nào. Được chưa? Xong đến đây để chúng ta hoàn thành các phần cơ bản của một cái danh sách đi đã. Sau tí nữa tôi sẽ phin dữ liệu vào. Nãy giờ toàn lấy ra, chưa có lưu cái gì vào. Xong chưa? Bây giờ chúng ta khi mà vào danh sách sản phẩm ấy, nó sẽ trống trơn như này, nhưng mà cái danh sách sản phẩm đây và đây nó đã hiển thị rồi, admin nó đã hiển thị rồi, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần là lấy ra một cái bảng. Đâu rồi, ở trong này nó có một cái table này, đây này. Simple table. Đây là những cái bảng mà nó có. Các cái bảng này các bạn có thấy nó khác nhau gì không? Cái mớ bảng này có thấy khác nhau gì không? Khác nhau ở đâu? Như bảng này này, các bạn thấy là nó mỗi ô nó đều có gì? Border. Không nhìn thấy à? Các bạn bật cái admin LTE của bạn ra. Cái này nó phân giải nó lởm quá, không nhìn đấy. Đúng không? Cái này nó mỗi ô, mỗi một cái TD nó đều có border. Đúng chưa? Thì do đó tên của nó là border table. Thằng này là full width table. Tức nó sẽ full hết toàn bộ độ rộng của các bạn. Stripped full width table là các ô xen kẽ nó sẽ có màu khác nhau. Được chưa? Responsive hover table thì là cái table này khi mà responsive xuống đây này, các bạn sẽ thấy là nó kéo được sang hàng ngang. Đây này. Thấy không? Đấy là table của responsive. Đúng chưa? Còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ có như này thôi. Các cái table thì xuống responsive nó sẽ như này thôi. Được chưa? Đấy, các bạn tùy các bạn theo muốn dùng cái gì thì các bạn tự đưa vào bài của mình. Được chưa? Tôi sẽ dùng thằng này. Stripped full width table. Thì chuột phải vào lại inspect và tìm lấy cái thế nào. Không, là thằng dưới này cơ. Bọc cái gì? Xem nào. Stripped table. Đây rồi. Deep box đây. Rồi copy out HTML. Chúng ta pệt vào giữa đây, thử xem sao. Thử cái. Xong chưa? Đấy, hiển thị hết rồi. Được chưa? Thì ở đây tí nữa tôi sẽ chuyển cái này thành một cái thẻ input và một cái button search. Được chưa? Để chúng ta có thể tìm kiếm nó nhanh hơn. Còn ở dưới này tôi tí nữa tôi sẽ nhét thêm một phần là các cái ô phân trang ở dưới chân này. Được chưa? Phần này thì nó cũng không có cái gì mới lạ. Cho nên là tôi sẽ tiến hành tôi làm nhanh thôi. Để cố gắng một lúc nữa chúng ta chuyển sang phần thêm hoặc là xóa của cái sản phẩm này đi cho nó nhanh. Được chưa? Thử nhá. À không, thử thật luôn. Thử gì? Các bạn xem nhá. Use app sược product. Thì ở trong này tôi sẽ có như sau. Product SC bằng product 2.2.paginate là 20. Được chưa? Hoặc là tôi sau này tôi sẽ có phần ô tìm kiếm thì tôi sẽ có cái if dollar request trỏ đến keyword. Nếu mà có keyword thì tôi sẽ có cái product bằng với product 2.2.where name like cái string này $ đúng không? $ request, à $ keyword request trỏ đến keyword.
và cũng paginate. Paginate 20. Được chưa? Tuy nhiên, thằng này nó sẽ có một cái khác so với cái thằng paginate ở dưới này, cái này là else. Else thì mới có thằng product này. Đó. Tuy nhiên với keyword thì để phân trang cho nó ổn thì chúng ta sẽ phải sửa một tí. Paginate. Pagination. Cho đến width. Width path này. Product cho đến width path. Hỏi chấm keyword bằng cộng chuỗi với lại cái request cho đến keyword. Đó, và tôi return cái này. Cộng với lại tôi sẽ compact ra cái product. Như này. Rất dễ thôi. Nếu mà tôi có hỏi chấm, tí nữa tôi sẽ chạy thì các bạn sẽ hiểu là vì sao tôi lại phải viết như thế này. Tức là nếu người ta search ra thì chúng ta phải tìm những cái sản phẩm mà người ta search, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ phải những cái đường dẫn 1, 2, 3, 4 ở dưới ấy, nếu mà chúng ta không có cái width path này thì nó sẽ là hỏi chấm page bằng 1, hỏi chấm page bằng 2 thì dẫn đến cái việc là mất cái việc là search của chúng ta đi, đúng không? Do đó tôi phải chèn thêm cái keyword hỏi chấm keyword này vào để nó giữ lại cái từ khóa người ta đang tìm, để lần để sang cái trang mới chúng ta sẽ vẫn còn cái keyword để mà xử lý, đúng không? Thì ở đây tôi tiếp tục tôi truyền thêm cái một cái biến nữa, keyword bằng request cho đến keyword, và tôi truyền cái biến keyword này ra ngoài. Xong chưa? Thử cái nhá. Các bạn chỉ xem thôi, không chép làm gì cả. Tí nữa tôi gửi lên cho các bạn chép. Đây. Ở trong cái table này thì tôi sẽ có cái này là cái thăng tôi giữ nguyên. Cái này là cái name. Tên. Tên sản phẩm. Đây là danh mục. Có cần ảnh không? Sao lại phải phần sản phẩm phải có ảnh? Các bạn lại không có tí kinh nghiệm nào rồi. Đó là như này. Thường thường ấy, nếu mà đã về phía quản trị ấy, thì người ta rất ít khi hiển thị ảnh. Bởi vì ảnh nó rất tốn rất là nhiều diện tích. Hiểu chưa? Do đó nếu mà như ngày xưa tôi làm con này này, con Mazzini ấy, thì một cái màn hình nhá, một cái độ rộng khi mà trong web nó load ra nó chỉ có bằng này diện tích thôi. Mới đầu lần đầu tiên người ta nhìn thấy ấy, nó chỉ có bằng này diện tích thôi. Mà nếu mà như bình thường chúng ta chỉ hiển thị được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cùng lắm là 10 cái sản phẩm trên một màn hình quản trị như này. Đúng chưa? Đấy là trong trường hợp tôi xóa bén cái này đi đấy. Tôi xóa đi nhá, ở master này. Tôi xóa bén cái phần này đi luôn. Chẳng cần giữ làm gì. Vô ý nghĩa. Cái đấy chỉ để đẹp thôi mà. Đây. Như này thì chắc là hiển thị được chục cái dòng. Đúng chưa? Ở quản trị thì người ta cần cái gì? Cần nhìn thấy được càng nhiều thông tin và càng nhiều dòng càng tốt. Được chưa? Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta nhét ảnh vào đây, dẫn đến một dòng nó phải dài ít nhất là gấp rưỡi, thì chúng ta mới nhìn thấy ảnh. Đúng không? Do đó là một cái page này, một cái page màn hình này, người ta chỉ còn nhìn thấy được khoảng bao nhiêu? Khoảng 5-7 cái. Hiểu vấn đề chưa? Do đó dẫn đến cái việc là quản lý cái đấy nó không hiệu quả. Được chưa? Cứ phải để kéo lên kéo xuống đã thấy ngại rồi. Đúng chưa? Do đó ở phía quản trị nếu mà làm các dự án chuyên nghiệp rất ít khi người ta hiển thị ảnh. Được chưa? Nhưng ở đây nếu các bạn thích thì tôi cứ nhét vào thôi. Thôi cứ thích đi, mất gì của mình đó. Con trẻ mà. Mình được quyền sai, có gì phải lo. Hả? Cái gì? Không thích sai làm sao biết như nào là đúng. Nếu các bạn không đòi ảnh thì làm sao tôi giải thích được cái chuyện là ảnh nó ảnh hưởng thế nào. Nên là cứ sai thôi, không việc gì cả. Giá gì nữa nhỉ? Product rồi. Danh mục tên. À, view. View.
star. Chưa? Đây 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái. Ok. Tiếp theo tôi làm gì tiếp? For each. For each cái đô la product S item. Sau tôi nhấc cái TD TR này lên, mỗi một cái TR này tương đương với một dòng cũng như tương đương với một sản phẩm của tôi. Thì cái này tôi sẽ echo ra đây. Đây là cái gì? Item ID à? Có nên hiển thị ID không? Đúng rồi, số thứ tự. Thì chúng ta làm sao để hiển thị số thứ tự? Phò con khỉ. Vãi cả biến đếm ra ngoài luôn ạ. Đã dùng Blade Engine rồi lại còn biến đếm ra ngoài là làm gì ông Thánh? Đây. Nó có cái loop này, loop variable này. Đây à, nhìn thấy chưa? Trong vòng lặp ở Blade Engine nó có sẵn các cái, nó có sẵn cái biến là biến loop này. Muốn hiển thị số số index thì chỉ đơn giản là loop chọn index nó bắt đầu từ số 0. Còn nếu mà bắt đầu từ số 1 thì là loop iteration. Thế là xong, copy cái này vứt vào. Ô. Ngon nhẹ mới sợ chứ. Ừ. Mấy con gà. Đây, đấy là tên đúng không? Thì item trở đến name. Item trở đến name. Tiếp theo là đến cái gì? Danh mục à? Ảnh à? Ảnh thì img src bằng item trở đến gì? Image. Nhớ set width set 2 cho nó. Width bằng 50 thôi. Hai cũng bằng 50, bé thôi, cho to làm gì. Các bạn chưa bao giờ phải bị nghe chửi về cái hành vi người dùng, cho nên là các bạn cứ không biết là chuyện bình thường đâu. Cứ đi làm kiếm chỗ nào người ta chửi nhiều à. Item category cho đến get name. Đấy, cái relationship nó ứng dụng rất nhiều chỗ luôn. Giá đây là price đô la, item price. Tiếp theo là gì? View star. Xong đoạn dưới vứt hết. Thấy không? Toàn đi cóp với đi vứt đi, chẳng có cốt được thêm cái gì, chịu ăn với phá. Xong rồi, ở đây bên này quên. Đấy, cho tí ảnh. Đấy, một đống mèo. Mấy con mèo ngu. Đây, bỏ cái hai đi không nó bị méo ảnh. Không, lúc nãy là cái chiều cao ấy, nó dài hơn một tí. Đấy chưa? Bây giờ nó ngắn hơn. Star tôi đang thừa cái đô la. View á? À ừ ha. Ok. Trên là price. Price thì phải có đô la. Được chưa? Còn thiếu cái gì nữa? Thiếu gì nữa? Thiếu phân trang đúng không? Tôi sẽ có thêm một cái vào đây nữa. Đó là một cái TR. TR có TD. Con span bằng mấy nhỉ? 7 à? 7. Có class là text trừ center. Ở đây viết là echo của cái product sc cho đến link. Này, 1 2 3 5 6. Rất nhanh đúng không? Tiếp theo là tôi sẽ sửa cái này thành một cái ô input và một cái button search. Đây, mày hợp bưởi. Form chứ quên, form action để trống, method cũng để get luôn, get đi. Deep class là form group.
input type bằng text, name bằng keyword, có value bằng echo của cái từ keyword, class form to control. Bên này là button, button submit, class btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed primary đi. Đây là search. Xấu vai. Làm gì có trong form group được mà form control. Đây, copy paste vào đây. sm trừ 4 rồi. Cứ làm nhiều là khắc nhớ ấy mà. Ủa xấu thế. Xấu điên đảo. À tôi nhớ là trong Bootstrap nó có một cái form nằm ngang đúng không? Không phải là như vậy là nó nằm ngang đâu. Nó có một cái đây này. Tôi nhớ là nó có một cái đây. Đây chính nó. Đây. Ăn cắp ngay lập tức chứ gì nữa. Cái này đi. Chẳng biết có chạy không. Thử đã. Rồi, ngon. Hả? Gì? Giữa đâu? Để thế thôi. Quan trọng là nó chạy được. Name. Keyword này, value. Submit. Ok, xong. Đây chúng ta coi nhá. Tôi search cái từ này. Submit lên. Còn mỗi cái. Được nhá. Tôi search chữ go. Cũng một cái luôn hả? Thấy sai sai nào. Mac. Search chữ A nhá. Đây search chữ A. Có nhiều ấy. DR đi, tôi thấy DR nhiều này. Cái DR này này. Đây rồi. Thấy chưa? Search đúng chưa? Đúng nhá. Tôi kiếm cái nào mà nó có nhiều đi. Alice. Không có thằng nào luôn. Không có cái nào search mà ra phân trang được nhỉ? Để giải thích, muốn giải thích cái này quá mà không được. Nó lại thành 5 trang. Hiểu không? Ví dụ chữ E đi xem nào. Chữ gì? G. Không. Chữ B. Đây rồi, 2 trang đây rồi. Mãi mới thấy cái có 2 trang. Đây nhá. Các bạn nhìn này, hover vào này. Nhìn thế này. Keyword bằng này. Bằng B. Được chưa? Vì sao nó lại bằng B được? Đúng không? Giờ vì sao nó lại bằng B được? Vì cái này này. Vì bên này. Đây. Đầu tiên nhá. Khi mà request gửi lên, tôi sẽ nhận cái request luôn. Được chưa? Request tôi lấy ra một cái biến tên là keyword. Bằng cái request keyword, tức là bằng cái hỏi chấm B này này. Các bạn thấy không? Nó bằng cái keyword này thì nó bằng giá trị của cái biến B. Bằng cái giá trị của chữ B này đúng không? Sau đấy sao? Nếu mà có cái việc người ta search, thì tôi sẽ có cái product bằng select sa form product where name line cái chữ B vừa rồi. Và paginate là 20 phần tử. Đúng chưa?
Sau đó tôi có một cái đoạn này nữa là cái đoạn mới này, các bạn bây giờ biết này, đó là cái product with path. Được chưa? Tương đương với cái việc là chúng ta sẽ làm phân trang, nhưng mà khi mà phân trang ấy, nó sẽ tự động ép thêm một đoạn, một đoạn là đằng sau cái search, đằng sau cái đường dẫn của chúng ta thêm một cái hỏi chấm key. Cái đoạn keyword này chính là cái đoạn mà tôi viết ở đây, nó bằng cái giá trị của cái chữ B vừa rồi, đúng không? Đúng chưa? Sau đó thì nó mới làm sao, nó mới có thêm cái page bằng bao nhiêu, được chưa? Dẫn đến cái việc là tôi có phân trang sang trang 2 của tèo bố rồi. Gì đấy? Thiếu cpadmin đúng không? Sao lại thiếu cpadmin nhỉ? Ô, bọn này tầm bận. Nếu mà tôi không search cái gì nào. Đây. Cpadmin này, xây sản phẩm này. Đây, đang bấm đây. Sang được. Nhưng mà search lại không sang được. Ờ, điền. Không, chết thật đấy. Đây này, nó trỏ thẳng vào admin asset đây này. À, do cái bay rồi. Do cái base. Chúng ta bị cái base. Giờ thằng bay này hại mình rồi. Đúng không? Do cái bay. Chết dở nhỉ. With path này là nó sửa cái thằng kia. Vậy thì chúng ta phải viết như này, chấm chấm sửa cp trừ admin sửa à không, cái này để nghĩ nào, chưa bị dính bao giờ, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Laravel nóng thế nhỉ. Laravel pagination with path erod by base start. Gì đấy? Path paginator. Resolve current path. Set path. Product này cho đến set path. Set path bằng round dashboard. Vẫn dính, vẫn tèo. Thế V7 chứ. Này ngu rồi, không được rồi. Nếu này thì ở phía admin thì chúng ta sẽ phải bỏ cái base đi thì mới cứu được thằng này, đúng rồi, xóa cái trong base đi, chứ không thì này sẽ không được. Chúng ta phải làm này, đấy là ở trong phần phần header, ở đâu, phần script và phần style này, chúng ta sẽ phải sửa lại hết toàn bộ cái cục này, sửa hết và bỏ cái base ở trong thằng master đi, bỏ cái thẻ này đi, được chưa? Bắt buộc phải làm thế, chứ không làm thế thì không cứu được, được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành, tôi bỏ đi này, đây tôi sẽ sửa cho các bạn. Ở đây chúng ta sẽ phải sửa như này. Đúng rồi, nó bị xung đột. Asset admin trừ asset sược như này. Đó. Dưới này cũng vậy. Tôi duplicate nó lên.
không có cách nào khác. Vất vả phê đây, làm phần này. Ngại nhất cái phần này. May mà nó ít, chứ gặp cái nào nhiều thì thôi, há mồm luôn. Hết chưa? Đi này nữa. Đang vui đứt dây đàn. Xem có chạy ZS nữa. ZS thì chạy, ZS thì chết. ZS vẫn chết. Chết hết. Đâu, chết ZS thôi. À, chết ZS thôi. Chết từ đoạn fast click này. À, fast click thì vẫn thế. Bower component lấy từ đây. ZQuery fast click. Đây chứ, lấy từ đây chứ. Tự nhiên nóng hết cả người mệt. Sửa đây này. Tất nhiên có cách sửa nhanh, nhưng mà thôi sửa từng cái một cho chắc ăn. Rồi ok, toàn là còn lại là chỉ chết CSS thôi đúng không? Style. Asset. Admin trừ asset. Chắc là phải đào lại. Không làm phân trang được khi mà có keyword. Nó lại không bị. Ở bên đấy lại không bị. Ờ. Nó lại không bị, bởi vì cái thư mục chúng ta đặt ấy, nó đặt ở ngoài public luôn thì nó không bị. Còn cái này chúng ta muốn phân biệt nó ra thì chúng ta đặt trong cái thư mục là admin asset này này thì nó mới dính. Nên nếu chúng ta đặt ở ngoài thì nó lại không nói chuyện làm gì. Rồi xong rồi. Đây giờ ảnh thì lại đến lượt ảnh tèo. Ảnh này chết này. Thôi ảnh chết mặc nó. Ảnh đấy mấy nữa đằng nào chúng ta update mà. Chứ có giữ ảnh đâu. Đây search B này. Thứ hai thì lại sống. Chỉ vì sống cái phần này mà cái phần kia chúng ta phải sửa. Thôi tôi up code lên nhá. Đấy làm nhiều khi nó có những cái lỗi mình không lường trước được, phải chấp nhận thôi. Client á. Tôi vừa mới xóa đi xong. Viết rồi thì nó mới chết. Bởi vì viết cái bay đấy cho nên nó mới chết. Còn không phải là tôi muốn xóa đi. Rồi chúng ta mở cái phần script và phần style này chúng ta copy lại toàn bộ là được mà. Chứ có ảnh hưởng gì đâu. Cần gì phải viết lại copy lại quả project. Chỉ copy lại cái đường dẫn thôi. Copy lại cái đường dẫn ở trong cái file là style và file script. Thế là xong. Được chưa? Ở đây chúng ta vẫn còn một cột nữa nhá. Cột đấy sẽ chứa các cái nút là tạo mới, nút sửa và nút xóa của chúng ta cho từng sản phẩm. Được chưa?
Thì đây, chúng ta sẽ phải làm như này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái TH nữa. Trong này là một thẻ A. Href bằng tạo mới đấy. Thì cái thẻ A này có class là bằng btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed. Tạo mới. Còn ở dưới này thì chúng ta cũng sẽ có thêm hai thẻ A nữa. Thẻ A href. Href gì chưa biết. Đây là có class. Info btn trừ sm là sửa, danger xóa. Xem chi tiết làm gì, xem chi tiết ra ngoài kia mà xem hoặc vào edit mà xem, đúng không? Vào edit cũng là thông tin mà. Đây, tạo mới, sửa, xóa, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra ba cái đường dẫn để nó có thể nhét vào được. Thì tôi sẽ làm cái phần nhét, phần xóa này trước nhá. Ở dễ trước. Thì khi mà làm thì chúng ta sẽ mở cái admin này ra, duplicate thằng này lên, route get, được chưa? Get nhưng mà remove. Và nhận một cái slug, một cái tham số ở đây là ID. ID product là remove. Product move luôn. Được chưa? Tương ứng ở bên index này, cái nút xóa này. Đúng nhỉ? Không phải index này. Index này. Đây href đây. Thì chúng ta có một cái phần route. Route của cái product.remove nhận tham số, nhận ID bằng với cái item ID. Đây, khi mà xóa remove 1. Trong này thì chúng ta không phải select, select gì cả, trong quản trị chúng ta không sell. Cho nên là ở phía trong này thì chúng ta đặt cái đường dẫn làm sao cho chúng ta dễ nhớ, dễ dùng. Thế là được. Được chưa? Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bao nhiêu đây này. Đúng chưa? Đấy là cái slug của chúng ta. Thì khi mà sử dụng cái này thì tương đương với cái việc là tôi phải tạo ra một hàm nữa là hàm remove ở trong cái product controller này, đúng không? Thì public function remove và nhận ở trong này là cái biến ID. Tôi tiến hành là model bằng product 2.2.file, đúng rồi, file cái ID ra và tiến hành là model trở đến gì, delete return redirect về cái route product.list hoặc là return redirect về back cũng được, về cái đường dẫn trước đấy cũng được, tùy thôi. Đây tôi xóa cái sản phẩm này đi. Dạ, bấm vào đây. Mất rồi. Maya God cái gì đây, đúng không? Đúng chưa? Hả? Có chứ. Cái đấy phải làm chứ. Nhưng mà từ từ đã, để xóa được đã, đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ alert sau. Cái alert đấy thì chúng ta hình như ở trong thằng này nó cũng có rồi đấy. Như tôi thì tôi hay sử dụng thằng Sweet Alert. Không biết các bạn có biết dùng cái đấy không? Thử cái nhá. Thì tôi xem cái này có không. Thôi thì cứ dùng Sweet Alert ạ. Sweet Alert đây. Này. Đấy. Đấy, như này. Thì chúng ta cài nó vào một, thì chúng ta chỉ việc copy cái CDN này thôi. Đằng nào web của chúng ta cũng phải dùng mạng mà. Cho nên là chúng ta có CDN thì chúng ta cứ dùng thôi. Kệ. Master script này. Tôi sẽ vứt lên trên đầu rồi.
À, vứt xuống dưới này đi. Script src bằng cái đường dẫn này. Gì đây? Copy link address. Đây, HTTP. Này, và ở trong này tôi được phép sử dụng cái switch alert đấy. Bằng cách tôi thử cái nhé. SWAL. Xem có chạy không đã. Đâu nhỉ? Chưa nhận link. Thử cái lại nữa. Thì đây, tôi sẽ làm cái trò này. Tôi sẽ có một cái section là custom JS. Cái này tôi đã đặt ở ngoài master rồi. Nó ở đây này. Đặt đây này. Có biết vì sao phải dùng cái section này không? Tại sao không viết trong này mà lại viết ở đây? Vì sao? Vì sao? Bởi vấn đề là như này. Những cái gì mà các bạn viết ở trong cái section content này này, nó sẽ xuất hiện trước so với những cái gì, những cái thư viện của JavaScript được import ở đây. Đúng chưa? Mà chúng ta dùng JavaScript ở trên trong khi chưa có thư viện được khai báo thì dẫn đến các cái dòng lệnh của chúng ta rất dễ khả năng gây lỗi. Được chưa? Do đó chúng ta phải định nghĩa ra một cái view ở dưới này hoặc là một cái stack ở dưới này. Sau đó những cái gì code JavaScript cho từng page một chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta tiến hành là viết trong cái section ở dưới này. Thì khi mà nó hiển thị, nó generate ra code HTML ấy, thì những cái code JavaScript của các bạn sẽ được hiển thị sau khi những cái thư viện kia được thực hiện rồi, được tải về rồi, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ không bị lỗi JavaScript nữa. Được chưa? Đấy là lý do vì sao tôi đặt ra cái section custom JS và chúng ta viết code ở trong này. Thì tôi sẽ có như sau. Tôi sẽ thay thế cái href này. Được chưa? Tôi thay thế href này bằng JavaScript 2... phẩy. Biết để làm gì không? Để nó chẳng thực hiện cái gì cả. Vì sao các bạn bình thường nếu không muốn chuyển đi thì các bạn làm cái gì? Dùng cái gì? Dấu than. Đúng không? Nhưng với tôi dùng cái này. Bởi vì các bạn nên có thói quen như này, JavaScript đầy đủ của nó là như này, 2.void 0. Như này mới đúng này. Được chưa? Nhưng mà vì sao? Bởi vì sau này nếu mà chúng ta sang các cái cách làm giao diện khác, ví dụ sử dụng frontend framework, single page application của Angular, của Vue hay của React thì những cái thằng đấy rất dễ có khả năng là nó sẽ sinh ra cái dấu hash, tức là dấu thăng ấy, người ta gọi là dấu hash. Được chưa? Nếu mà các bạn thường thường người ta sẽ dùng cái đấy, nếu mà các bạn dùng AngularJS chẳng hạn, thì cái dấu hash đấy nó chính là cái dấu để quy định các cái đường dẫn của cái framework đấy. Nếu mà các bạn chẳng may mà các bạn quen tay, các bạn viết vào đấy thành dấu hash ấy, dẫn đến cái việc là sai lệch đường dẫn, do đó website sẽ bị tèo. Được chưa? Thế cho nên để không bị ảnh hưởng đến bố quan thằng nào khác thì chúng ta nên viết là JavaScript 2... hoặc là JavaScript 2.void 0.phẩy để nó không tương tác gì với JavaScript khi mà bấm vào nút này. Được chưa? Đó là cái lý do vì sao mà tôi viết như thế này. Tôi sẽ viết thêm một cái thuộc tính link URL bằng cái đoạn route này ở đây. Tức là bây giờ tôi, cái việc chuyển link của tôi ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái thuộc tính link URL này chứ không phụ thuộc vào cái href này nữa, đúng không? Được chưa? Tiếp theo code JavaScript tôi viết cái gì? $btn-remove.on. Chính xác. On click function không cả. Được chưa? Chúng ta có cái switch alert confirm. Đâu nhỉ? Try me. Đây rồi. Khi mà cái này nó được chạy thì chúng ta có cái lệnh là switch alert. Bạn chắc chắn muốn xóa. Muốn xóa. Cái tích tích này thì vứt đi, không cần đâu. Chu này. Đồng ý.
Dạ. Thử cái xem nào. Không chạy. Không cần, document là nó chờ load hết thư viện. BTM à quên nhầm BTN trừ Danger chứ. Tôi sẽ thêm một cái class nữa vào đây. Khổ chưa class đấy. Vẫn không chặn. Ai bảo viết này không được đâu. Nó có hàm on mà. Hàm on này nó hơn cái chuyện các bạn là chấm click ở chỗ là các bạn hoàn toàn có thể là thực hiện như này. Tức là on thì nó sẽ giúp các bạn là có thể định nghĩa ra sự kiện, ra một cái hàm xử lý cho hai sự kiện hay ba sự kiện cũng được. Tùy cách viết thôi mà. Lỗi quái gì này trời. Master, để tôi xem cái script này nó có thừa cái gì không. Demo vứt đi này. Không còn lỗi đâu. Đây lỗi JS thôi. Switch alert not defined. CDN rồi mà nhỉ. Switch alert. Nhầm rồi. Đây là cái link. Đây. Cái gì đây? Dùng nào ta? Sao cái này nó cảm giác nó khó dùng vậy? Copy, đây rồi. Giờ mới đúng. Đấy. Thấy chưa? Có muốn xóa không? Đồng ý hoặc là không? Rồi ok. Thì chúng ta sẽ làm tiếp như này. Đâu nhỉ? Cái index đây. Đây nếu mà nó đồng ý. Được chưa? Nếu mà nó đồng ý thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Xem vứt xuống dưới, cái này vứt vào trong. Xấu dã man luôn. Nếu nó đồng ý thì sao? Đi. Đô la BTN và BTN bằng đô la ZIS. Này đã. Không thì tôi lấy URL luôn đi. URL bằng $.attr của cái link URL. Chúng ta sẽ có là link. Nếu người ta đồng ý thì chúng ta sẽ thực hiện là window.location.href bằng cái URL ở phía trên. Thử cái. Xóa này. Không, không việc gì xảy ra. Xóa này. Đồng ý. Xong chưa? Đó, đấy là chúng ta xóa phần tử. Xong. Đấy là cái phần show cái dữ liệu của thằng show cái confirm của thằng switch alert. Cái này đâu ta? Switch alert đây, đây này, đóng ra ngoài. Bây giờ tôi đẩy cốt lên nhá. Chắc là sáng ngày mai chúng ta mới làm kịp phần thêm sửa xóa. À thêm sửa. Thêm sửa thì nó sẽ đi kèm với một cái phần nó là validate dữ liệu. Đó, cho nên là chúng ta sẽ phải sáng ngày mai sẽ khá vất vả đấy. Phần validate này nó cũng không đơn giản đâu. Nó có mấy phần, nó có mấy cái config. Được chưa các bạn, kéo cốt về đi. Lấy cốt về xem là chúng ta có những cái gì cần thắc mắc. Tôi lấy cái danh sách đây, mó các bạn đến đâu rồi đó, vẫn phải đánh giá.
Nó qua thôi mà. Cái gì phức tạp. Nộp lắm tiền này. Ok. Hai trăm ca này. Hả? Tôi á, tôi còn lấy tiền chứ. Sao tôi lại phải góp vào đây? Nghe nào. Di Quang này. Đâu Di Quang không? Ngó qua bài tí. Thế đâu có làm gì đấy, hay ho rồi. Ôi, còn làm bắt cuối ra đây. Đâu, mang đây. Có cái gì thì phải mang ở đây chứ. Dạ, em mới thấy cái đang tâm đây rồi. Mới thấy cái đang tâm đây. Đâu, cái nào đang tâm đây? Đâu, cái nào đang tâm đây ạ? Dạ.
Xem nào, em có đi sửa cho. Ủa, cái gì đấy? Cái gì mà khủng khiếp đấy? Bạn trai một cái đấy, thế rồi mà. Cô mang lên đây coi đi. Nhưng mà nó không khủng khiếp. Trung Dũng. Dạ. Dạ vâng thì. Làm đâu rồi? Em làm tương tự. Đây à? Dạ đấy. Tương tự. Hơn thằng kia. Làm rồi hà chưa? Đây cốt quần nhé. Ok cốt quần. Rồi thế chuyển sang đây. Mày cũng chuyển đi đến bao giờ mà mới chuyển? Một tuần chưa ông ạ? Đấy ông ạ thì ông chuyển rồi. Ngọc Hiệu. Có đi không? Quán. Ngọc Khánh. Vâng, xong rồi thử đúng. Đâu? Thế xong vừa đứng đây sao lại bảo mẹ tư nghĩa xấu được anh? Thế thằng Văn Hiếu là thằng nào? Văn Hiếu thì nghỉ. Nghỉ. Thế sau đấy mình kêu? Ồ. Em tên đâu? Anh Tuấn. Nè. Đâu? Chạy thế nào? Không có bị lỗi gì không? Làm theo được cũng là một tài năng à? Thật. Tôi không biết tôi làm nhanh mà. Em làm cái đoạn này. Nhanh. Dạ rồi rồi. Không có người để tôi tắt cái này đi. Nó chuyển cái video đã.